Hello anh em, mình là Jesse Nguyễn. Hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em siêu phẩm Ben của Marvel. Là một trong những nhân vật phản diện huyền thoại của Batman. Và Marvel đã làm ra em nó với một kích thước quá tuyệt vời. Ưu điểm nổi trội của em này á là kích thước và cân nặng. Bên cạnh đó thì detail cũng rất là xuất sắc luôn. Có wash màu da và gân tay, gân cổ làm rất là chi tiết nha. Ben là nó phải vậy nè mấy bạn. Cao to, cục xúc, gân tay, gân đồ thì nọ, cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng mà em này mắc lần mà cho thêm cái tay nắm đấm nữa là tuyệt vời nha bạn. Tiếc cái là nó không có phụ kiện gì hết. Nó chỉ có vậy thôi. So sánh kích thước của em nó với em Justice League Darkseid Movie nha bạn, thì mấy bạn có thể thấy ha, em Darkseid thì cao hơn. Nhưng mà so với bề ngang, bề dày cơ bắp á, thì em Ban nhỉnh hơn. Cầm nó đầm tay hơn là Darkseid. Kế tiếp là mình so sánh size với một em Player Kai Ben. Chiều cao thì Player Kai nhỉnh hơn, nhưng mà về cái body á, thì Player Kai lúc nào nó cũng cân đối. Còn Ban của Marvelin á, thì nó giống Kubik. Nó cục xúc, người ở trên to, chân nhỏ. Tiếp theo là so sánh size cùng hãng với em Batman Arkham Knight. Mấy bạn có thể thấy cái độ chênh lệch rõ rệt từ kích thước. Mình thực sự rất là thích cái size của em Batman này. Thì nhìn nó rất là chuẩn cái dáng của phản diện. So sánh size nãy giờ là đủ hả mấy bạn? Thì bây giờ mình qua tới khớp. Khớp thì cơ bản cũng giống như em Killer Rock ha. Chân thì có khớp đôi, còn tay á thì chỉ có khớp đơn. Nhưng mà mấy em to nặng như vậy á, có nhiều khớp quá cũng không tốt, cho nên á những cái khớp cơ bản như vậy là đủ á. Nó vẫn đủ cái độ chắc chắn để mấy bạn boost những cái thế khó hay là khiêng vác những cái vật nặng, giống như là cái thế mình boost ở trong hình là nó có thể cầm em Batman, Marvelin, Arkham Knight và xoay một vòng mà nó vẫn không ngã luôn. Chứng tỏ là cái khớp vai, khớp tay của nó rất là chắc. Tổng thể em này đối với mình á là rất là ok rồi. Giá thành chỉ dao động từ 1.1 tới 1.3 thôi. Quá ổn cho một em fit cao to đen thơm. Bạn nào dân chơi hệ cục xúc, to, cơ bắp là không thể bỏ qua em này được đâu nha. Khớp chắc chắn, cứng cáp, ngoại hình đồ sộ, cầm nặng tay, must have cho team phản diện. Bạn nào khéo tay á, wash nhẹ cái detail ngay mấy cục gân á, cho nó nổi lên là tuyệt vời luôn. Ok, đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Chúc anh em nhiều sức khỏe.